nhiều. Thật ra thì cái việc là lựa chọn giữa việc theo đuổi con đường phát triển về mặt giáo dục hay là phát triển về mặt nghệ thuật, và lợi thế của Thảo Tâm ở trong quá khứ, bản thân mình cũng đã tham gia rất là nhiều những dự án giáo dục khác nhau, và đó là một cái mà mình rất là có đam mê. Vậy thì tại sao lại không tiếp tục cái đam mê đó mà lại chuyển hướng và theo đuổi nghệ thuật? Đó là một cái câu hỏi mà Thảo Tâm tự hỏi bản thân rất nhiều. Gần như là dạo gần đây thì là ngày nào Thảo Tâm cũng hỏi con mình câu hỏi đó. Và đặc biệt là khi mà gặp anh Sơn thì câu hỏi đó là câu hỏi mà nó là thứ mà mình nghĩ về mỗi sáng thức dậy. Hy vọng là mọi người sẽ cho Thảo Tâm kể một câu chuyện nhỏ. Lần đầu tiên mà mình tham gia vào một cuộc thi học thuật về tiếng Anh là vào năm mình học lớp 6. Và lúc mà mình học lớp 6 thì mình tham gia một cuộc thi tư nhân cấp thành phố về tiếng Anh vùng biển. Và đó là lần đầu tiên mà mình được thắng giải nhất một cuộc thi tiếng Anh. Đó là cấp thành phố. Qua tới năm, và kể từ năm lớp 6 đến năm lớp 12 thì mỗi năm mình tham gia một cuộc thi. Đến năm lớp 7 mình tham gia một cuộc thi cho học sinh cấp 2, cấp quốc gia. Thì năm đó mình được hạng 93 cấp quốc gia trên 100 giải thưởng. Đến năm lớp 8 thì cũng là cuộc thi đó, mình phục thù. Thì mình thi, mình được hạng 11 cấp quốc gia. Nhưng mà năm đó trao có 10 cái giải à, cho nên cuối cùng mình không có giải. Tuy là mình có cải thiện về mặt điểm số. Tới năm lớp 9 thì mình được học sinh giỏi cấp quốc gia về môn tiếng Anh là huy chương vàng. Và năm lớp 10 thì mình là đại diện quốc gia tham dự một cuộc thi quốc tế cũng về chủ đề tiếng Anh. Năm lớp 11 là huy chương vàng Olympic 30 tháng 4. Và năm lớp 12 mình thi chuyên văn. Tại vì thật ra năm lớp 12 là một năm rất là quan trọng. Tại vì đó là năm cuối cùng trong cái quá trình mà mình học phổ thông. Và đó là cái năm mà mình nếu mà có giải thì chắc chắn sẽ có điểm cộng. Và cái điều đó rất là quan trọng cho mỗi sĩ tử như là bản thân mình. Nhưng mà năm 12 đó thì mình tự nhiên mình có một cái suy nghĩ là nếu như mà mình không thi văn vào cái năm này thì mình sẽ không bao giờ có cái cơ hội được đi theo một cái niềm đam mê cũng rất lớn trong mình, là mình có một niềm đam mê với văn học cũng giống như là với môn tiếng Anh. Và đối với mình thì mình không phải là một học sinh văn thực sự giỏi. Mình trầy trật lắm, mình mới đậu vô tuyển trường. Và cuối cùng là mình thi cấp thành phố, mình rớt rồi. Mình rớt đẹp luôn. Mình viết cái bài văn đó xong là mình chỉ muốn xin lỗi ban giám khảo thôi. Tại vì nó tệ lắm. Nhưng mà sau khi mình bước ra khỏi phòng thi thì mình rất là nhẹ nhõm. Thì mình cảm thấy là ít nhất là mình đã theo đuổi được một cái điều mà mình biết là nó có thời hạn. Và mình sẽ không phải hối tiếc một cái đam mê của mình, và mình biết được cái khả năng của mình ở đâu. Đối với mình thì mình chỉ mới tốt nghiệp được 1 năm thôi. Và trong cái quá trình mà đi học cho tới hết đại học đó, thì mình cảm thấy là mình đã dành tất cả những gì mình có thể cho cái đi học đó. Đồng thời là vì mình đi học đại học cho nên mình cũng không thể nào theo đuổi nghệ thuật một cách toàn thời gian như mình muốn. Bộ phim Hán Quốc được quay đúng chính xác trước khi mình bắt đầu năm học cuối cùng. Và mình đã nghĩ là mình đã hoàn thành tốt cái nghĩa vụ của mình với một tình yêu của mình rồi, với giáo dục. Và mình muốn dành thời gian cho tình yêu thứ hai của mình. Đối với mình thì việc làm nghệ thuật nó rất đáng sợ. Tại vì đây là một cái điều quá mới với mình. Và mình cũng không hề biết là mình sẽ gặp những thử thách gì và thực sự mình có thực sự dành ra cho nó hay không. Nhưng mà mình nghĩ là mình muốn được đi theo cái con đường này mà mình tin, mà mình yêu, và mình không hối tiếc. Tại vì mình biết là khi mà mình có duyên với nó rồi thì cái duyên này có khi sẽ không đến lần hai. Mà mình không muốn bỏ lỡ nó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.